Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học truyện tranh. Lại là những câu chuyện độc lạ từ ngày của cậu nhóc Shinosuke đây. Có thể bạn đã biết hoặc không, thì mẹ Misei rất hay phát động những phong trào ối rồi ôi với mọi người trong nhà. Lúc thì kêu gọi cả nhà luyện nói tiếng Anh, khi thì bắt bố con Shin thắt lưng buộc bụng thực hiện chiến lược tiết kiệm. Và đến lần này thì mẹ đề nghị cả nhà phải gọi Papa Mama để Hima bắt chước. Liệu công cuộc thay đổi này có thành công hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. À, tập phim còn có nỗ lực được đeo kính của Shin và buổi mai mới cho chú Kawaguchi nữa đấy. Còn chần chừ gì nữa, chúng mình cùng vào lớp thôi nào. Tập phim mẹ đề nghị gọi Papa Mama. Lại một ngày bình thường như mọi ngày, nhìn Hima hôm nay vui vẻ bỏ quanh nhà, mẹ chợt tự hỏi những lời em bé nói đầu tiên thì sẽ như thế nào. Chắc có lẽ là gọi Mama rồi. Đúng lúc này Shin đã đi học về, tên siêu quậy cất lớn tiếng gọi mẹ ơi và đòi ăn bánh. Đáp lại, mẹ gắt gỏng bảo ông cháu mau đi súc miệng rửa tay, rồi muốn làm gì thì làm. Là một người xính ngoại, mẹ sợ em bé sẽ bắt chước Shin gọi mình là mẹ ơi, mẹ muốn em bé gọi mình là Mama, vì như vậy nghe sẽ tình cảm và dễ thương hơn nhiều. Trong lúc Shin đang lục tủ lạnh, mẹ bước tới và nói với một giọng nhẹ nhàng. Nè Shin ơi, Mama nói cho con nghe điều này nha, nếu mà Shin chịu gọi mẹ là Mama thì mẹ sẽ vui biết chừng nào luôn đó. Vậy nên từ nay, con hãy gọi mẹ là Mama nha. Nghe vậy Shin liền thắc mắc hỏi ở đâu có Mama chứ, thì Mama đang đứng ở trước mặt con nè. Hứ, hiện tại đang đứng trước mặt con chỉ có người thích ngủ trưa và được con gọi là mẹ thôi. Còn muốn để cậu gọi là Mama thì người đó phải như Mama của Kazama hay Nene ấy, lúc nào cũng hiền hậu và có mùi thơm lừng luôn. Mẹ dù có hơi cay cú nhưng quyết tâm không chịu từ bỏ dễ dàng như vậy, bằng mọi giá mẹ sẽ khiến ông báo con kia chịu gọi mình là Mama. Tôi đến bố vừa trở về nhà thì mẹ đã chờ ngay trước cửa và thân mật gọi chồng là Papa. Mẹ đã quyết định từ nay cả hai sẽ gọi nhau là Mama và Papa thay vì bố nó mẹ nó để cho hai đứa nhỏ bắt chước. Thấy bố vẫn còn do dự, mẹ bèn hứa sẽ tăng tiền tiêu vặt hàng tháng, thế nên ông bố cũng chịu thỏa hiệp. Vào trong nhà, bố với mẹ liên tục gọi nhau là Papa và Mama một cách sượng chân, khiến Shin không khỏi nghi ngờ. Đến giờ cơm, cả hai vẫn cứ Papa Mama thắm thiết. Shin chỉ biết nhìn hai người kẻ tung người hứng bằng ánh mắt không thể phán xét hơn. Cậu cho rằng hôm nay bố nói quá nhiều từ Mama, chẳng phải ngày trước bố đã bị mẹ nổi giận vì bỏ tờ danh thiếp một Mama vào túi sao? Bố liên tục phủi tay phủ nhận, vô tình khiến đôi đũa trên tay rơi xuống đất. Nghe vậy, Hima cũng bập bẹ bắt chước nói theo. Khi này, bố quyết định không nói vậy nữa và trở lại như bình thường. Bố cho rằng nói ba mẹ vẫn tốt hơn. Mẹ rất không đồng tình với cách bố trở mặt như vậy. Quái vật bụng ba ngấn bèn quay sang Shin, bảo cậu nghe lời gọi mình là Mama. Nghe vậy ông cháu lập tức phản đối, vì Mama không phải mẹ của cậu. Mama là đồ giả, còn mẹ của Shin thì là người thích nằm ngủ trưa cơ. Lúc này mẹ mới nhận ra mình đã sai khi bắt ép mọi người. Sau cùng cả nhà quyết định sẽ không có sự thay đổi nào hết, vẫn gọi là ba với mẹ như bình thường. Thế vụ tăng tiền tiêu vặt cho bố tính sao? Tất nhiên là không có rồi. Nghe thì thế, Shin dường như đã nảy ra một ý định đen tối nào đó. Ngày hôm sau tên siêu quậy cứ gọi mẹ là Mama để vòi mẹ mua bộ thẻ siêu nhân hành động mới. Đáp lại, mẹ gắt gỏng bảo ông cháu im lặng và bỏ ngay cái từ xến sẩm đó đi. Tập phim đeo kính nhìn phong độ lắm nha. Giờ ra chơi, thầy hiệu trưởng đi dạo quanh sân trường để ngắm nhìn những em học sinh ngây thơ vui vẻ chơi đùa. Chợt sự chú ý của thầy đã va vào bóng dáng tên siêu quậy đang treo ngực trên cây. Hỏi ra thì cậu cho biết mình đang suy nghĩ về tương lai. Ghê vậy ta, vậy đang nghĩ gì nói thầy nghe xem nào. Em đang nghĩ xem chơi hết cái này thì chơi tiếp cái gì á. Hay, thầy đã kỳ vọng điều gì ở tên siêu quậy chứ. Ít phút sau, cô Ageo tìm thấy bang chủ, nhìn hai người nói chuyện, đôi lúc lại đưa tay chỉnh kính, xin thấy ngầu vô cùng. Sau đó ông cháu lập tức chạy đến quỳ và xin hai người nhận mình làm đệ tử, lý do là vì cậu cũng muốn được đeo kính như thầy hiệu trưởng và cô Ageo. Đúng là bó tay với tư tưởng kỳ lạ của ông báo con này. Thầy giải thích đeo kính như vậy không phải để tăng độ ngầu, mà do ngày trước thầy hay đọc sách ở nơi thiếu sáng, còn cô Ageo thì là xem tivi gần quá nên bị cận thị. Nói rồi thầy dặn Shin phải giữ gìn cặp mắt thật tốt. Cô cậu lập tức đồng ý, nhưng trước đó cậu vẫn muốn thầy cô chỉ cho mình cách làm sao để đeo kính. Trời ơi, nói mãi mà không chịu hiểu ạ. Đã nói là vì bị bệnh mới phải đeo kính như vậy rồi, nên mới bảo ông giữ gìn mắt đó. Trên xe buýt về nhà, tên siêu quậy tưởng tượng đến cảnh được chị Nanako khen vì có đôi kính ngầu lòi, sau đó cả hai hôn nhau. Còn ở thực tại thì Maso chính là nạn nhân bất đắc dĩ hứng chịu sự tưởng bở của ông thần này. Qua đợt này, Shin quyết tâm phải làm mắt mờ đi để được đeo kính. Trước tiên là xem TV ở khoảng cách thật gần, tên siêu quậy dí sát mặt vào TV. Bất ngờ lúc này TV chiếu phóng sự của một ông lão môi dày, làm cô cậu giật mình vì có cảm giác như đang hôn ông ấy. Cách này không ổn, Shin bèn chuyển sang đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng như thầy hiệu trưởng nói, mà nơi thiếu ánh sáng nhất thì chỉ có tủ quần áo thôi. Tên siêu quậy khó khăn chui rút trong tủ, kết quả là chật quá nên bị đẩy ra ngoài. Kiểu này thì trước khi mắt bị bệnh thì cô cậu đi bệnh viện chỉnh hình trước rồi. Thử hai cách mà vẫn không hiệu quả làm Shin rất đau đầu. Khi này TV chiếu phóng sự về tình trạng bệnh mắt tăng lên rất nhiều, nguyên nhân là do để mắt quá khô. Thế là Shin quyết định thử luôn cách đó, nhưng làm sao cho mắt khô đây? Chợt ông cháu nhìn thấy gói hút ẩm trong bịch bánh gạo, may mà cô cậu vẫn đủ tỉnh táo để không cho nó vào mắt. Chị biên tập lại nói tiếp, liên tục chớp mắt cũng làm cho mắt được giữ ẩm tốt hơn, vậy thì chỉ cần không chớp mắt là được chứ gì, song kết quả vẫn là không làm được. Tối đó, bố mẹ không khỏi chấm hỏi khi thấy Shin đang nằm úp mặt xuống tờ báo.
Ngày hôm sau, Shin liên tục tự hỏi, nhìn báo thật gần cả ngày hôm qua thì liệu mắt đã bị bệnh hay chưa. Đúng lúc đó xe buýt đi ngang qua, một chị gái vô tình bị tốc váy do gió thổi. Cảnh tượng đó đã được Shin kịp thời nhìn thấy. Khi này Shin mới thấy mắt tốt nó tiện lợi hơn nhiều, cụ thể là để tia gái. Chuyển cảnh đến trường, thầy hiệu trưởng và cô Ageo rủ nhau đeo kính trầu nhất có thể để khiến Shin từ bỏ ý định đeo kính. Lúc này cả hai nhìn thấy tên siêu quậy lại đang xin cô Matsuzaka nhận mình làm đệ tử vì cậu thấy cách trang điểm đậm lè của cô rất ấn tượng và muốn cô dạy cho mình. Hay, bao nhiêu cái hay cái đẹp thì không học, toàn đuôi đòi theo mấy thứ gì đâu không? Tập phim là mai mối cho chú Kawaguchi. Hôm nay bồi dẫn chú Kawaguchi về nhà để cùng ăn tiệc nướng. Ủa, mà thịt mẹ nhớ bố mua đâu rồi, sao về tay không thế kia? Chú Kawaguchi tính đi mua giúp, nhưng bố bảo không sao vì bố đã nhờ người khác mua mang đến rồi. Vừa dứt lời, chị Yumi đã xuất hiện. Cho những ai chưa biết thì chị là thư ký ở công ty bố. Ngoài thịt ra, chị còn chu đáo mua thêm ít rau tươi nữa. Tiện thể chị cho biết bình thường trưởng phòng toàn rủ chú Kawaguchi đi chung, chứ có đời nào gọi cho mình đâu. Bố xin lỗi và nói đàn ông với nhau dễ mời đi uống nước hơn. Ủa, thế hôm nay bố gọi cô đến đây vì điều gì? Trước câu hỏi đó, chú Kawaguchi bèn kiếm cớ đi nhóm lửa, còn bố thì nhanh chóng đi thay đồ. Hóa ra chú Kawaguchi đang theo đuổi chị Yumi nhưng mà chưa có cơ hội rủ chị đi chơi hay đi ăn chung bao giờ cả. Vậy nên bố đã mời cả hai người họ đến nhà mình cùng ăn và cũng để làm quen luôn. Sau khi biết ý định của bố, mẹ cũng nhiệt tình giúp mai mối hợp tác cho cả hai. Đến bữa ăn, chú Kawaguchi khen thịt do mẹ Mise ướp thật ngon hơn bình thường. Cứ khéo nịnh, thế chú đã có ai đồng ý nấu ăn cho chú mỗi ngày chưa? Chú lập tức phủ nhận vì bản thân là người suốt ngày chỉ lo cho công việc nên có làm quen với ai đâu. Nghe vậy chị Yumi liền nói, việc anh chăm chỉ làm việc thì em không nói gì, nhưng việc anh đã có người yêu hay chưa thì em không chắc à nha. Chưa kịp để chú trả lời, bố đã bảo, không phải không có đâu, lúc đi ăn uống với anh có mấy cô gái cứ gại ghẹo thôi. Bắt đầu ăn nói xả lơ rồi đấy, để im cho mẹ ra tay. Thế chú có để ý người nào rồi đúng không? Nhân cơ hội này thổ lộ đi. Nghe vậy chú có chút lúng túng nhẹ, chú liếc nhìn sang chị Yumi một cái, rồi uống cạn lon bia để có động lực nói ra lòng mình. Chưa kịp mở miệng thì tên siêu quậy đã nhanh nhảu cướp lời. Không lẽ người mà chú Kawaguchi để ý đó chính là mẹ của con có đúng không? Lý do là bởi chú thường xuyên tới nhà và gọi mẹ là chị vợ. Hết ông bố rồi tới thằng con phá đám, mẹ bèn lôi xe nốt xanh ra dọa khiến tên siêu quậy lập tức câm nín. Sau đó chị Yumi gắp một miếng bí đỏ đút cho Hima ăn. Thấy vậy Shin cũng một mực đòi được đút, còn chú Kawaguchi thì lại thở dài. Nhìn là biết tính bỏ cuộc rồi, bố bèn dặn chú nếu không mạnh dạn nói ra thì mãi mãi không thể lấy vợ được đâu. Giống như trong công việc cũng vậy đó, hôm qua có tên của chị giám đốc ngân hàng quan trọng mà cũng lộ cho được. Bị nói trúng tim đen, chú lập tức bóc phốt bố không dám mua bộ sưu tập hình ảnh mấy cô gái mặc bikini nên toàn nhờ mình đi mua hộ. Như vậy cũng đâu có mạnh dạn đâu. Ngay lập tức chị Yumi liền nhìn bố với ánh mắt nghi ngờ, còn mẹ thì hừng hực mùi thuốc súng. Nói xong chú buồn rầu mang đĩa thịt tới cho Bạch Tuyết ăn, mẹ trách bố nói chuyện không đúng lúc. Nhưng khi ngó sang Yumi thì bố mẹ lại thấy chị đang nhìn chú Kawaguchi với ánh mắt tràn đầy thiện cảm. Một lúc sau chú Kawaguchi đã xỉn quá và ngủ luôn tại chỗ. Khi chú tỉnh dậy, bố bảo chú cứ tạm ngủ ở đây một hôm. Shin, Hima và Bạch Tuyết cũng vui vẻ bám chú không rời. Một người được trẻ em lẫn thú cưng yêu thích thế này thì kiểu gì cũng sẽ sớm gây ấn tượng được với người mình yêu thôi phải không nào? Và câu chuyện thú vị đó cũng kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ lớp mình nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều tập phim thú vị hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!